Hey, chào tất cả các bạn. Đầu tuần chúc các bạn nhiều niềm vui bên cây đàn guitar nhé. Trong chủ đề hôm nay mình sẽ làm về cái âm dai son trưởng mi thứ trên khớp cận đàn để cho các bạn trong quá trình luyện solo các bạn cần ghi nhớ trong cái âm dai này nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ tập theo hai phương pháp để giúp ghi nhớ các bạn nhanh chóng trên các nốt của âm dai này trên cận đàn nhé. Thì để tập cái bài này, các bạn phải biết được cái âm dai là cơ bản nhất, là thứ đô trưởng mà mình đã hướng dẫn trong clip trước đây. Thì khi các bạn biết cái nốt cơ bản đó rồi, không thang không dáng rồi, thì khi chúng ta đánh ở trên cái âm dai mà có một cái thang này thì chúng ta mới dễ lần nó ra hơn nha. Thì son trưởng mi thứ thì các nốt nó y như nhau cả thôi. Và cái ở trên cái bản nhạc các bạn sẽ thấy cái dấu khóa của nó là một dấu thăng. Và cái dấu thăng đó là áp dụng cho cái nốt pha. Tức là trên cái cần đàn của bạn ngay chỗ nào nốt pha thì các bạn phải đánh nó lên nửa cục, gọi là thăng lên nửa cục. Ví dụ cái dây số 6 của chúng ta, cái nốt pha nằm ngay ngang một đầu tiên, thì khi các bạn trong âm dài này các bạn phải tăng lên nửa cùng, tức là ngang thứ hai. Đây là pha thăng. Đó. Hoặc ví dụ như là dây số 4 của chúng ta, dây rê đây, chúng ta có nốt pha ngay ngang 3, thì trong âm dài này các bạn phải đánh thăng lên ngay ngang 4 là pha thăng. Đó. Thì chúng ta sẽ tập theo hai phương pháp. Đầu tiên là nhìn cái cần đàn theo cái chiều dọc như thế này, sau đó sẽ nhìn theo cái chiều ngang xuống ha. Thì chúng ta sẽ tập trên từng dây để bạn biết. Dĩ nhiên giống như mình nói, các bạn phải nắm trước là về âm dây tự nhiên là thứ đô trưởng mới học được nhé. Đầu tiên dây số 6, chúng ta có nốt mi đầu tiên, dây buông. Sau đó mi xong tới pha, đúng không? Nhìn nhớ pha thăng, ngang số 2. Ngang số 3, son. Số 5, la. Số 7, si. Số 8, đô. Số 10, rê. Số 12, mi. Và nếu số 14 các bạn bấm, nó là pha thăng. Vậy các bạn nhớ rồi nha. Đánh theo mình để nhớ và nhìn thì nhớ nha. Đọc thôi nha. Mi, pha thăng, son, la, si, đô, rê, mi, pha thăng. Tương tự của dây số 5, vậy là la, si, đô, rê, mi, pha thăng, son, la, si. Tiếp theo dây số 3, rê, mi, pha thăng, son, la, si, đô, rê, mi. Dây số 3, son, la, si, đô, rê, mi, pha thăng, son, la. Dây số 2, si, đô, rê, mi, pha thăng, son, la, si, đô. Dây số 1, mi, pha thăng, son, la, si, đô, rê, mi, pha thăng. Vậy thì các bạn hãy nhớ từng cái dây đó, các bạn có thể tua lại video hoặc là các bạn download cái phần tab này nha. Có phần password hiện ở đây nha các bạn, có cái password ha. Các bạn vô cái link download tab về, các bạn sẽ xem được chi tiết ở đây và bạn tập từ từ, các bạn nhớ được những vị trí nào nó là có nốt pha thăng ha. Rồi, bây giờ đó là phương pháp tập theo cái chiều dọc. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn từng chùm ba nốt ha, từ trên xuống để bạn nhớ ha. Mi, pha thăng, son, la, si, đô, rê. Mi, pha thăng, son, la, si, đô, rê, mi, pha thăng, son. Rồi, đánh lại nha.
các bạn có thể đánh ngược lại. Đó, chúng ta tập từ trên xuống này, các bạn đọc các nốt, các bạn sẽ ghi nhớ được các nốt ở đây. Tiếp theo thế tài thứ hai, ta bắt đầu từ ngay son đây. Son la si ha. Do re mi. Fa thang. Son la. Si do re. Mi fa thang son. La si do. Là như vậy không? Xem thế tài. Sau khi các bạn nhớ vị trí ở đây rồi, chúng ta lại tăng lên một bậc nữa, chúng ta lại nghe cái thế tài la ở đây ha. La si do. Re mi fa thang. Son la si. Do re mi. Fa thang son la. Si do re. Tiếp theo chúng ta lên nghe ngăn số 7 là si. Si do re. Mi fa thang son. La si do. Re mi fa thang. Son la si. Do re mi. Tiếp theo chúng ta lên ngăn số 8, tức là nốt đô, do re mi. Fa thang son la. Si do re. Mi fa thang son. La si do. Re mi fa thang. Đó. Và các bạn thấy là các bạn đã thuộc gần hết cần đàn. Theo từng mẫu, các bạn download cái phần tab về, các bạn mở ra, các bạn tập theo từng mẫu, từng mẫu, từng mẫu. Hoặc là các bạn tua đi tua lại cái video này, các bạn tập từng mẫu, các bạn sẽ ghi nhớ dần dần. Các bạn sẽ tự nhiên là khi mà nó son fa thang giống mình bây giờ là mình đánh một cái là nó fa thang là mình biết vô ngay ha. Đây fa thang đây ha. Fa thang đây ha. Nó theo cái tự nhiên thì phải thẳng thật. Thì đây là một cái bài tập để các bạn ghi nhớ được cái âm giai đây, nó sẽ rất hữu ích khi các bạn tập solo sau này ha. Hãy nhớ subscribe, comment, share nếu các bạn thấy video này hữu ích. Hãy để lại một cái tin nhắn hoặc là một cái comment, có thể thắc mắc hoặc là các bạn một lời cảm ơn động viên gì đó sẽ giúp ích cho mình có nhiều động lực khi mà làm những clip này nhé. Nếu bạn có nhu cầu mua đàn guitar, các phụ kiện amplifier đó, có thể liên hệ Amigo Guitar Shop của mình, sẽ rất hân hạnh được phục vụ các bạn với những cái cây đàn, những cái phụ kiện với giá cả rất là phải chăng và cạnh tranh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye.